Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọng Trong video ngày hôm nay mình sẽ gửi đến bạn bài so sánh nhanh giữa em iPhone 16 cũng như em iPhone 15 Và công nhận nếu mà so sánh với iPhone 15 ấy Thì iPhone 16 này thực sự khiến mình hài lòng về những yếu tố nhiều pin hiệu năng Còn camera nó như nào có nâng cấp nhiều không ấy Chúng ta cùng đón xem trong video ngày hôm nay nhá Phải công nhận điều đó là pin em iPhone 16 nó trâu thực sự luôn Đầu tiên mình sẽ nói về pin và sạc của em iPhone 16 này nhá. Nếu bạn đang cần một mẫu máy nó sạc nhanh hơn nếu mà so sánh với iPhone 15 ấy thì điều này sẽ khiến bạn thất vọng bởi vì thực tế nói iPhone 16 không hề sạc nhanh hơn nếu mà so sánh với iPhone 15. Mặc dù chúng ta sẽ có những công suất sạc đến 31W như hôm qua mình đã test, nhưng thực tế dòng sạc ổn định con này sẽ chỉ ngưỡng có khoảng tầm 20W mà thôi. Vậy nên thời gian tổng thể của nó sạc cũng sẽ chỉ ngang ngửa nếu mà so sánh với chiếc iPhone 15. Thậm chí có phần lâu hơn. Nguyên nhân đến từ việc đó chỉ là với chiếc iPhone 15 ấy, thì pin của nó dung lượng sẽ ít hơn nếu mà so sánh là dung lượng trên chiếc iPhone 16. Nhưng bù lại một yếu tố đó chỉ là thời gian pin của chiếc iPhone 16 này cá nhân mình giá là rất tốt nếu mà so sánh về iPhone 15 Cụ thể nhá, cả hai cái mẫu máy mình test đấy đều là 100% pin và số lần sạc của nó rất ít luôn Với chiếc iPhone 15 này số lần sạc của nó sẽ chỉ 8 lần Còn với chiếc iPhone 16 này số lần sạc của nó mới chỉ hai lần mà thôi Cơ bản pin hoàn toàn mới Và thực sự khi mình test pin mình thấy rằng chênh lệch giữa chiếc iPhone 15 và iPhone 16. Và sau khoảng tầm 6 tiếng sử dụng ấy, chiếc iPhone 15 khi này thì còn cỡ khoảng tầm 11% mà thôi. Nhưng với chiếc iPhone 16 ấy thì pin của nó vẫn còn đến 27%. Và rõ ràng dựa vào những kết quả test của mình ấy thì mới rằng với chiếc iPhone 16 nha pin của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nếu mà so sánh với iPhone 15, ít nhất là từ 1 chuyến 2 tiếng. Đây là mình test trong điều kiện rất là hardcore luôn Cụ thể mình kéo sáng 100% Cũng như là loa để 100% Sử dụng những tác vụ ví dụ ở chơi PUBG Để sau đó mình sử dụng như tác vụ mở xem livestream TikTok Hay là xem livestream ở trên Shopee chẳng hạn à. Đều là những cái rất hào pin Và rõ ràng bạn nào cần một chiếc máy pin châu ấy Thì iPhone 16 hoàn toàn đáp ứng được cho các bạn nhé Bởi vì đây là những mẫu máy Pin của nó quá khỏe luôn còn nói mức giá của chiếc iPhone 16 ấy thì mình thấy rằng thời điểm tại em này mở bán sẽ từ 21 triệu 990 nghìn theo mình tham khảo từ càng shop đăng nhá Và shop đăng thời điểm hiện tại sắp tới họ cũng sẽ mở bán chính hãng em này vào ngày 27 tháng 9 Và họ cũng sẽ có rất nhiều những chương trình hay và hấp dẫn để anh em tham khảo Ví dụ như tặng gói bảo hành rơi với 3,5 triệu này Sau đó là chúng ta sẽ có trả góp 0% ưu đãi thanh toán 1,6 triệu Hay là những chương trình rất hấp dẫn như kiểu là giao trễ 24 giờ tặng thêm tiền luôn Bạn nào có tâm link mình sẽ để bên dưới phần mô tả để chúng ta dễ dàng tham khảo nhá còn về hiệu năng ấy, nó quá khỏe luôn các bạn ạ Chúng ta cũng sẽ có những tính năng mới nhất đây Ví dụ Apple Intelligence sau đó 8GB RAM Và em này có chip Apple A18 ấy Thì nó cũng sẽ cho hiệu năng vượt trội hơn hoàn toàn Nếu mà so sánh ở con chip Đó chỉ là Apple A16 ở trên chiếc iPhone 15 này Có thể xem qua cái biểu đồ đây nhá Mình đã test về iPhone 15, iPhone 15 Pro Max Thì đều thấy đó chỉ là với em iPhone 16 này nhá Nó cho hiệu suất tốt hơn đáng cả Còn về mặt điểm số ấy vượt trội luôn các bạn ạ. Nếu mà so sánh với iPhone 15 ở đây, Vậy nên bạn nào mà chúng ta thích một mẫu máy nhỏ gọn hiệu năng khỏe để chơi những tựa game ví dụ như là Genshin hay là chúng ta chơi PUBG hạn iPhone 16 vẫn sẽ đáp ứng được. Cái điểm hạn chế này có lẽ là việc nó sẽ không chơi được những mức FPS cao như 90 hay 120 mà thôi. Còn nếu mà nói về yếu tố nhiệt độ khi mình cùng chơi một tựa game cụ thể là PUBG Mobile đi, thế rằng iPhone 15 và iPhone 16 ấy nó cũng sẽ xem xem nhau nhá, không có sự chênh lệch quá nhiều phần nhiệt độ. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về yếu tố camera Bỏ qua những cái mà Apple đã giới thiệu như kiểu là Fusion camera các kiểu nào điệu Thì mình sẽ tập trung nói về việc đó cho trải nghiệm thực tế của em này nếu mà so sánh về iPhone 15 và trong video của vật và studio ấy, thì mình đã chia sẻ rồi đó chính là nếu mà so sánh iPhone 15 với iPhone 16 ấy thì nó giống như kiểu là một con 9,5 với một con 10 vậy bởi vì thực tế sự thay đổi giữa cụm camera chất lượng khi bạn nhìn trên hình ảnh cũng như là khi mà chúng ta chụp ra nó rất là khó để nhận ra các bạn ạ có chăng và những cái điều kiện nó phức tạp Ví dụ như chúng ta chụp nhiều đèn led Chúng ta chụp nguồn sáng mạnh ấy Thì mới có những sự khác biệt đây nhá Còn lại nếu bạn chụp những bức ảnh bình thường ấy Thì thấy rằng nó gần như là giống nhau đến 90% các bạn ạ Và sau đây mình sẽ cho bạn xem một số bức ảnh Chụp giữa iPhone 15 và iPhone 16 và các bạn thấy rằng nếu mà để nhìn kỹ ấy, thì bên chiếc iPhone 16 nó sẽ xử lý những phần ánh đèn nó ok hơn Và camera selfie của chiếc iPhone 16 cũng sẽ như vậy nhá Khả năng xử lý ánh sáng của nó sẽ ngon là kinh đảo hơn nếu mà so sánh với chiếc iPhone 15 còn bây giờ chúng ta sẽ xét đến khả năng đó chỉ là quay video Thì mình cũng nhận ra đó chính là với chiếc iPhone 16 ấy Thì nó sẽ nhìn hơn một chút nếu mà so sánh với iPhone 15 các bạn ạ Nhưng mà để nói là cách điện một trời bột vực ấy sẽ không có đâu Có thể xem qua cái đoạn video sau đây Và đây là khả năng quay video của hai mẫu máy đó chính là iPhone 15 cũng như là iPhone 16 Hiện tại thì mình, chúng mình đang có mặt tại uh, sân bay uh, Singapore và Trắng. chuẩn bị quá cảnh qua Kuala uh, yeah. Lumpur, sân bay Changi. Sau đó là mới bắt đầu về Hà Nội Chuyến hành trình cũng tương đối dài Thì trong chuyến hành trình này chúng mình sẽ test luôn cái cụm camera của hai mẫu máy đó chính là iPhone 15 và iPhone 16 Để cho bạn dễ dàng hình dung Còn sự thay đổi phần thiết kế thì sao? Với cá nhân mình trải nghiệm cầm nắm vẫn vậy Mặc dù chúng ta sẽ có những sự thay đổi nhất định về phần Ví dụ bạn có thêm phím camera control này, chúng ta có thêm action button này Sau đó chúng ta có thêm cụm camera xếp dọc ở đây hay là màu mới Nhưng để tổng thể lại ấy, thì mình nghĩ rằng nó không thay đổi quá nhiều với trải nghiệm của bạn với chiếc máy, nhất là với camera control đấy thì mình không dùng nó quá nhiều và đối với mình ấy, cái camera control này nó có được nó không có được, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm của mình. Khi mà đây với những thao tác như kiểu chúng ta zoom xa, zoom gần về cái phím camera control này ấy, thì các bạn thao tác trên màn hình mình thấy là nó nhanh hơn cũng như là nó tiện hơn. Ngay đến cả việc chụp ảnh ấy thì mình thấy rằng cái thao tác ở trên màn hình chúng ta cũng đã rất là nhanh rồi và chúng ta không chỉ có duy nhất một cách bấm vào cái phím camera control này để kích hoạt nhanh mà bạn sẽ có rất rất là nhiều cái khác nhau Thế nên với cá nhân mình ấy, mình đã kỳ vọng nhiều hơn vào cái phím camera control này Nhưng mà đến thời điểm hiện tại sau khi trải nghiệm xong ấy Thì nó hoàn toàn không làm thỏa mãn mình các bạn ạ Tương tự như cái phím action button vậy Mình đã bị FOMO tương đối nhiều bởi những gì mà Apple họ giới thiệu Nhưng mà đến khi sử dụng rồi, đến khi trải nghiệm rồi ấy, Thì nó khá là bình thường đối với cá nhân mình chưa kể cái phím camera control này như mình đã nói Nó cũng đặt ở một cái vị trí tương đối là xa ngón tay Thành ra chúng ta cầm ấy, cũng như là chúng ta vuốt Nó không thực sự thoải mái đối với bản thân mình Còn lại và các yếu tố khác như kiểu là màn hình này Sau đó là loa ấy thì mới rằng nó cũng sẽ xem xem Nếu mà so sánh với chiếc iPhone 15 nhá với cơ bản độ sáng của em iPhone thời điểm hiện tại cũng rất là cao rồi đủ để bạn sử ngoài trời và cái phần viền màn hình ấy thì cũng dày y hệt như nhau nhá nếu để mà nói thì với chiếc iPhone 16 này nó dùng trong điều kiện thiếu sáng ấy, thì nó sẽ có những độ sáng nó thấp hơn một tí nhưng về cơ bản với cá nhân mình ấy, thì bạn hoàn toàn thấy rằng cái độ khác biệt giữa hai màn hình này nó là không quá nhiều thế nên để mà nói bạn nào mà chúng ta muốn có những màn hình nó vượt trội hơn về khả năng như thế ấy, sẽ không có Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về chiếc iPhone 16 sau cỡ khoảng là 4 5 ngày sử dụng. Và thực sự mà nói iPhone 16 năm nay nhá, nếu bạn nào quan tâm đến những yếu tố như là pin hiệu năng ấy thì chúng ta hoàn toàn thể nâng cấp cũng như là lên đời em này. Còn các bạn mong chờ những sự thay đổi lớn về camera hay mong chờ những sự thay đổi lớn liên quan phần trải nghiệm màn hình, loa các thứ vân ấy thì có lẽ chúng ta sẽ đợi những chiếc iPhone sau. Còn lại đó là những gì mình muốn nói về chiếc iPhone 16 Các bạn có bất kỳ một câu hỏi nữa hãy comment xuống bên dưới nhé Mình sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc Còn bây giờ xin chào các bạn trong các lần sau Nhớ like và subscribe hồng thủy quốc ngạc nha Bye bye